Chào anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Thành. Thì hôm nay là tối thứ sáu, thì hiện tại đang là 8:40 tối thứ sáu. Thì Thành chúc anh chị và các bạn thì sẽ có những ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Ok, Thành sẽ hôm nay thì Thành sẽ vào chủ đề chính của ngày hôm nay ha. Thì đầu tiên á, thì những anh chị nào mà chưa có đăng ký thì nhấn nút đăng ký ở phía góc bên trái này ha. Nó sẽ có một cái nút đăng ký, thì anh chị là ủng hộ bằng cách nhấn nút đăng ký và nhấn nút like giúp Thành ha. Thì hôm nay thì Thành sẽ bắt đầu với cái chủ đề của Thành. Thì Thành đang tính là sẽ làm một cái chuỗi nhiều nhiều chủ đề đó, nhiều chủ đề về chứng khoán. Thì ban đầu là vì sao chọn cái thị trường này, cái cơ duyên nào đã đem tới Thành tới cái thị trường này đó. Xong là bắt đầu sẽ có những cái chủ đề tiếp theo là cách chọn công ty chứng khoán nào đấy để mà đăng ký, rồi xong đó là mình sẽ chọn công ty nào đấy, trong cái rất nhiều là công ty để đó. Mình sẽ chọn công ty nào để đầu tư đấy, và cách thức chọn sẽ như nào đó là rất nhiều đó, và rất rất nhiều là cái chủ đề phía sau nữa đó. Thì hôm nay thì Thành sẽ làm về cái chủ đề đầu tiên ha. Chủ đề một là vì sao Thành chọn cái thị trường chứng khoán này và cái cơ duyên nào. Thì đây cũng là cái chia sẻ về của Thành thôi đó. Thì ngày xưa học Thành học năm lớp 10 á, thì Thành trong cái giờ tin học thì Thành được một thầy dạy tin có chia sẻ về cái quyển sách là Tôi Đã Giỏi Bằng Thế của Adam Khu, tác giả Adam Khu. Thì Thành đọc Thành thấy cực kỳ thích đấy. Thì sau này á, thì sau này mà lên trong trong quá trình là lên đại học ấy, thì Thành có thêm đọc thêm nhiều cái sách của tác giả này luôn. Thì có một cái quyển sách là Bí Quyết Tài Trắng Trở Thành Triệu Phú tại đây đó. Thì Bí Quyết Tài Trắng Trở Thành Triệu Phú của tác giả Adam Khu, thì trong cái chương 17 có đề cập tới về cái cách gọi là chọn mua cổ phiếu theo Warren Buffett đó. Thì Thành đọc Thành thấy hay, rồi bắt đầu Thành đi nghiên cứu đó. Thì nói chung là Thành khá là thần tượng cái tác giả Adam Khu này đó, về cái con đường học vấn và cái cách triển khai cái sự nghiệp. Thì Thành thấy ông này có đề cập tới cái thị trường chứng khoán, thì Thành cũng tò mò và bắt đầu là đi tìm hiểu đó. Đấy. Thì cái cơ duyên mà Thành đến với chứng khoán là như vậy. Thì sau đó thì Thành cũng có tìm hiểu thêm đó về cái cách cái nguồn tiền, cái dòng tiền và cái cách tích lũy tài sản của những người giàu có. Thì ok, hôm nay thì Thành sẽ chia sẻ với anh chị và bạn ha. Thì về cơ bản á, thì Thành thấy là sẽ có một cái dòng tiền đi vào, có nghĩa là tiền mà về cơ bản một con người thôi đó. Thì sẽ có cái dòng tiền đi vào là tiền gọi là thu nhập hàng tháng đó. Nếu mà anh chị đi làm công nhân viên chức á, nhân viên á, thì đó thì sẽ có những cái dòng tiền mà mình sẽ cuối tháng mình sẽ nhận lương đó, dòng tiền hàng tháng. Còn có những anh chị nào mà làm tự do á, thì mình sẽ cũng sẽ có một mình cũng sẽ gọi là mình đến cuối tháng mình cũng sẽ cái tổng kết cái mình sẽ có bao nhiêu tiền đó. Thì đó là tiền vào. Còn tiền ra thì tiền chi tiêu về phòng trọ, nhà cửa đấy, xe cộ, tất cả mọi thứ là tiền mà mình phải chi ra, đó là tiền. Thì thường thường thì bắt đầu thường thường đó là hai phần mà gọi là ai cũng biết đúng không đó. Thì thường thường thì sẽ có cái phần mà gọi là mình dư ra, nếu mà cái phần mà tiền vào á mà nó nhiều hơn cái phần mà mình chi ra thì mình sẽ có cái phần dư hàng tháng đó. Thì cái điều thú vị nhất là đây, ở cái khu vực này nó sẽ bắt đầu mình sẽ có rất nhiều anh chị và các bạn sẽ
để là xử lý cái phần dư hàng tháng này theo những cái cách thức khác nhau. Đó. Thì đa phần thì Thành thấy thì đa số mọi người sẽ gửi ngân hàng, sẽ ăn cái phần lãi của ngân hàng sẽ trả cho anh chị, thì hàng năm thì theo Thành thấy được khoảng tầm 6-7% đấy, khoảng tầm đó. Thì một số anh chị khác thì sẽ mua vàng. Đấy, một số mà có điều kiện hơn nữa thì sẽ mua đất. Đó. Thì đó là ba thường thường đó là những cái mà mọi người hay hay làm. Đó, thì Thành đã liệt kê ra. Thì Thành cũng có một đứa bạn thì cái phần mà gọi là dư ra hàng tháng đó thì sẽ chơi hụi, là cái hụi mà gọi là hụi có lãi á. Thì đó. Thì cũng sẽ có thể thêm một phần cái chênh lệch đó. Đó. Thì với cái tình hình mà kinh tế thì theo Thành biết được thì là hàng hàng năm nó sẽ có cái tỷ lệ lạm phát, có nghĩa là giống như ngày xưa anh chị có thể là mua tô bún tô phở ha thì khoảng tầm 15-20 ngàn, nhưng mà hiện tại thì khoảng 25-30, cái đó giá nó sẽ chênh lệch lên là do lạm phát, có nghĩa là mình mua cái mặt hàng mà giống như ngày xưa nhưng mà giờ bắt đầu tiền nó lên ha, gọi là cái mặt hàng nó bị giá nó bị đổi lên á, thì lạm phát giống như hiện tại thời gian vừa qua gần đây á, thì xăng dầu nó biến động mạnh đó, nên là cái giá cả xăng dầu nó lên nên là cái vận chuyển bên phía logistics á, là nó sẽ đi lên, nên là nó đẩy lên cái giá hàng hóa, nên là kéo theo tất cả mọi thứ hàng hóa nó đều đi lên hết, nên là nó xảy ra lạm phát đó. Nên là thường thường á, cái phần mà gọi là tối nữa anh chị á, nếu mà gửi ngân hàng á thì nó sẽ cũng đâu đó nó sẽ trừ cái phần lạm phát, nên là nó sẽ không có lãi nhiều. À. Còn thì đó chính là cái cách mà đó là chính là vì sao mà Thành gọi là Thành chọn chứng khoán để có một cái kênh đầu tư đó là đối với cá nhân Thành đó. Thì như đứa bạn Thành thì nó thấy chứng khoán là rất là rủi ro nên là nó không có đầu tư đó, và nó có lãi thì nó chơi hụi có lãi. Thì theo hình thức là trong dòng họ anh chị em thôi, anh chị và các bạn đó, thì nó sẽ an toàn đó. Mình mặc dù mình chơi hụi nó khá là nguy hiểm, nhưng mà mình chơi trong những anh chị em cô dì chú bác á, thì nó sẽ có một cái mức độ an toàn nhất định đó. Mình sẽ không bị sợ là bị người ta hốt hụi, người ta bỏ chạy ha. Đó. Còn việc mà còn đối với cá nhân Thành thì chọn chứng khoán để có một kênh đầu tư, nhưng mà như anh chị và bạn thì cũng đã thấy thì cái thị trường chứng khoán gọi là từ mấy tháng đây, từ đầu từ 6-7 tháng trở lại đây thì đa số là rất là giảm, à rất là te tua luôn đấy, gọi là thị trường chứng khoán toang á, giảm cực kỳ sâu, giảm gọi là 50-60% đấy. Nên là có nhiều anh chị gọi là cũng đang đau đầu với cái việc mà gọi là cái tài sản của mình cũng bốc hơi là khá là nhanh chóng ha. Nên á, mình chọn cái gì để mà mình đầu tư thì đó là việc đó là mình cần phải nghiên cứu thật kỹ. À, có như giống như là có nhiều anh chị là chọn cái kênh này vì mình am hiểu nó. Như Thành hiện tại đang ở khu vực này thì kế bên chỗ phòng Thành á, có một chú, thì chú đó có một người biết 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 được một câu chuyện là có một cặp vợ chồng thì là có kinh doanh riêng ha, có kinh doanh là cái cơ sở bún riêng á, đó cũng khá là thành đạt đó, thì cũng có nhiều đất đai nữa, nhà cửa thì ok đó. Thì thấy là chứng khoán vào năm 2007 08 á, thì chứng khoán lúc đó nó lên quá, nó có lãi đúng không, thì bắt đầu là vợ 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 chồng là bắt đầu cùng mua
thấy nó lên thế là ham, thấy thấy nó hạ thế thế là bắt đầu mua mua để và bán đất để mua vô dồn hết. Cuối cùng là cái đỉnh điểm năm 2008 09 ha, thì bắt đầu bắt sau và chứng khoán nó rớt, thế là tài sản bị mất mất khá nhiều đấy. Nên nên là có những cái trường hợp rất là đau thương như vậy. Nên là việc mà anh chỉ chọn cái kênh mà nào để đầu tư thì mình cần phải am hiểu nó trong cái mức độ mình có thể mình am hiểu nhất đó, chứ không là mình không nghe người này nói không nghe người khác nói. Tại vì đối với những người khác thì đó là cái cách thức rất là phù hợp với người ta, tại vì người ta có nghiên cứu rất là kỹ rồi thì người ta sẽ mua và người ta chấp nhận cái mức rủi ro đó. Còn mình không biết gì mà đôi lúc mình mua theo thì điều đó rất là cực kỳ nguy hiểm đó. Thì Thành thấy trên Thành thấy Warren Buffett thì cũng có một cái câu nói cực kỳ hay đó, thì Thành cũng đọc lên để cho anh chị và các bạn cùng tham khảo ha. Thì ông nói là nếu mà mình không tìm cách kiếm được tiền ngay cả lúc đang ngủ thì bạn phải lại sẽ phải làm việc cho tới khi chết đó. Đây là cái thông điệp mà nhà đầu tư huyền thoại muốn nhắn nhủ, là chúng ta nên xây dựng cái tài chính vững chắc, tìm ra nguồn có thể đem lại thu nhập bất kể bạn có làm việc hay không. Lưu ý ha, Thành không có nói về vấn đề là trong mình cần phải đầu tư chứng khoán, mà đó là vấn đề mà gọi là anh chị và Thành cũng đang đi tìm kiếm, cũng giống mình đang đi tìm kiếm, và mình có một cái nhận thức là về tiền bạc khi mình cần phải là nâng 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 cái cao và nhiều nguồn thu nhập của cái mức tiền vào này lên đó. Mình có thể đây thành ví dụ là mình có thể là cái phía tiền vào này mình có thể có nhiều nguồn đó, có nhiều nguồn đấy đấy đó, có nhiều nguồn giống như anh chỉ có thể làm đang làm cái công việc hiện tại ha đó, anh chỉ có thể làm một mạng YouTube như Thành đang làm hiện tại đây đó. Biết đâu thì tương lai mình có tiền ha đó, nên là anh chị cũng có gì nhờ anh chị đăng ký giúp Thành ha đó, thì sắp tới Thành có thể ra nhiều cái chủ đề thú vị hơn đó đấy. Đó có thể mạng YouTube hoặc là bán cái gì đó, con nói chung là mình sẽ tạo thêm cái nhiều nguồn thu nhập đó. Còn cái phía tiền ra thì mình có thể giảm bớt cái chi tiêu lại ha. Để Thành thấy ở cái phía mà tiền ra này cũng khá là thú vị. Thì Thành đọc thì ở đây nó có một cái là có Thành ví dụ như là có nhiều anh chị á, mình mua xe mua cổ hoặc là mua nhà gì đó, nhưng mà việc mình nếu mà cái tài sản cái đó mà nó tạo ra cho mình một cái nguồn thu nhập, hoặc là giống như là mình mua xe ha, mình mua trả góp đi, hoặc là mình mua xe thì mình cái xe đó nó tạo ra giống như là mình cần xe nó để di chuyển trong công việc để làm ăn, để tạo ra tiền hàng tháng, thì cái đó gọi là tích gọi là cái đó gọi là tài sản ha. Nhưng mà giống như mình mua xe, mình có xe rồi, mình muốn mua thêm một chiếc mới nữa để gọi là mình thấy cái mốt này ra nó này, chiếc SH này tốt này mà mình mua này, rồi cái iPhone 13 14 này này mình ra mới ra này mình mua này, mặc dù mình đâu có xài hết cái chức năng đó đâu, mình mua để mua mình thích thì mình mua thôi đó, thì cái đó gọi là tiêu sản. Thì anh chỉ có thể tìm hiểu thêm ha, tìm hiểu thêm cái việc mà phía mà gọi là tài sản và tiêu sản á đó. Thì cái nào mình cần đó, mình dùng đó, thực sự dùng cần đó, thì nó tạo ra nó giúp ích cho đời sống mình á, thì nó gọi là tài sản ha. Còn nếu mà cái nào mà mình mua nhưng mà nó không có giúp ích cho mình á, nó chỉ giúp mình thể hiện thôi, thì mấy bạn bè gì đó thôi, chứ còn thực ra mình cũng chẳng có cần thiết, thì đó là tiêu sản ha. Đấy thì Thành cũng đề cập nhẹ qua một tí về cái vấn đề đó thôi. Còn cái phía mà dư đó thì Thành cũng nói hồi nãy rồi đó, thì nó trong cái phía mà gọi là cái phần mà gọi là dư đang tháng nó rất là rộng anh chị, cũng không phải không nhất thiết là cái này là thuộc về phạm trù là về dòng tiền rồi. Nếu nếu mà anh chị nào Thành cũng đang đi tìm hiểu về cái vấn đề này đó, thì không nhất thiết là phải là gửi ngân hàng, không nhất thiết phải mua vàng, không phải là mua đất đó,
thì Thành có một người bạn á, thì người bạn này thì có một cái gọi là cũng có một người bạn khác nữa, thì có một cái câu chuyện là cũng đi làm gọi là công nhân thôi, cũng đi làm công nhân, nhưng mà có một sau khi có một số tiền nó dư á thì bắt đầu là xây lên một cái gọi là cái cửa hàng, cái tiệm giặt ủi anh chị có bạn đó, tiệm giặt ủi thì thuê thuê sinh viên thuê thuê sinh viên thì về làm gọi là part time đó, làm theo giờ, thì người ta có đồ thì người ta tới giặt ủi thôi, tự nhiên là mình hàng tháng mình sẽ có thêm một cái khoản thu nhập đó. Thì đến đến một lúc nào đó mà những cái khoản thu nhập mà gọi là thụ động mà nó bằng với cái tiền lương mà anh chị có thể đi làm hàng ngày và nhận về hàng tháng, thì lúc đó là mình có thể xem xét ha, mình có thể xem xét để mà mình có quyết định là một á, mình mở rộng thêm cái khoản thu nhập hàng tháng, thu nhập mà gọi là mà mình không cần đi làm á, đó mình thu nhập mình mở rộng nó lên. Hai là mình có thể chọn là phương án là mình dừng cái công việc của mình lại ha, vì lúc đó mình đã có một cái nguồn gọi là thu nhập thụ động rồi đó. Thì đó là cái phần mà gọi là hôm nay là Thành nói về cái chủ đề một á, thì tại sao Thành lại chọn cái thị trường chứng khoán này thì đó. Thì đến đến cuối cái video á thì Thành cùng cùng trò chuyện với anh chị một tí là về cái Thành chọn cái chứng khoán này để Thành có đỡ Thành đầu tư này, thì anh chị có thể đọc thêm ha, đọc thêm cái cuốn sách về bí quyết tài trắng thành triệu phú của Amco, thì có đề cập là chọn gọi là theo chọn mua cổ phiếu theo cách của Warren Buffett á. Thì ở đây có một cái dòng ha, tại sao có quá nhiều người bị mất tiền vào thị trường chứng khoán và hiện tại là nó như vậy đó. Thì nên nên á nên là chính mà việc mà gọi là anh chỉ muốn tìm hiểu cái lĩnh vực nào đó thì anh chỉ phải thì am hiểu ha. Thì là luôn tiện thì Thành cùng trong quá khứ thì Thành cũng đã có học nhiều cái khóa học đó, Thành cũng đã có nhiều học nhiều khóa học. Thì anh chị nào và anh chị và các bạn nào á thì muốn tham khảo những cái khóa học này thì Thành có thể để lại số điện thoại ở dưới cái phần chi tiết á, thì ở dưới đó thì anh chị và bạn có thể liên hệ ha, Thành sẽ gửi anh chị đọc tham khảo. Những cái khóa này thì Thành đã học rồi đó, nên là Thành sẽ để lại với anh chị là một cái giá phải chăng thôi, là cà phê cà pháo thôi chứ cũng không có vấn đề gì hết đó. Thì đây như là trong cái mục chứng khoán này thì có những cái chủ đề ha, như là trở thành sát thủ trên thị trường chứng khoán này, nhập môn chứng khoán này đó, kiến thức cơ bản thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu này, kiến thức cơ bản thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu bên này luôn, hướng dẫn cách đầu tư chứng khoán cơ bản cho người mới đấy, đầu tư chứng khoán theo phương pháp phân tích kỹ thuật này, bí quyết đầu tư chứng khoán và 15 ngày trở thành đỉnh cao, là Thành click một mục vào xem thử nhiệm nó có gì ha. Đó, sau khi anh chị mà click cái mục này đúng không thì nó sẽ có những cái đây nó sẽ có những video giải chi tiết đấy, vậy vậy thôi đó. Thì đây là trong đây là gọi là 5-6 chủ đề về cái mục chứng khoán này ha, 5-6 khóa học đấy, rồi có medio này đó đấy, medio rồi mà của bên medio này, rồi của bên Nukida này đó, Nukida khóa A này rồi khóa B này đó, rồi Embila của phần B, nói chung là rất nhiều về cái những cái khóa học về chứng khoán này đó. Thì Thành cũng đã học rồi đó, thì cũng đã học, thì luôn để anh chị nào mà muốn tìm hiểu á thì cứ nhắn tin số Zalo, thì Thành sẽ để cái số điện thoại dưới. Vậy vậy ha, thì những video sau á thì Thành sẽ có nhiều cái chủ đề thú vị hơn nữa về cái chứng khoán này đó. Thì cùng video cũng đã dài rồi, thì chào anh chị và các bạn, hẹn gặp anh chị và bạn với video lần sau ha.